Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta sử dụng preset blend màu làm thế nào cho nó hiệu quả nhất và đẹp nhất ha. Rồi, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với cái kênh của mình thì hãy nhấn nút like, nút subscribe và đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ những video mình ra trong tương lai nhé. Nút sub là nút đăng ký đó. Ok, rồi. Cái video này thì mình như ở phần đầu mình cũng đã giới thiệu rồi ha, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta sử dụng những cái preset blend màu làm sao cho nó hiệu quả nhất có thể. Cái đầu tiên đi, preset là cái gì ha? Rồi, preset thì nó chính là những cái tùy chỉnh được thiết lập sẵn ha, để các bạn có thể tùy chọn cái hiệu ứng màu cho làm sao đó cho cái ảnh của bạn, làm các bạn chọn cái preset là sao cho nó phù hợp. Cái preset này thì nó luôn luôn là những cái thông số cố định, trừ khi người ta chọn vào auto ha, nhưng mà chỉ auto một vài cái thôi. Nhưng mà những cái hiệu ứng màu á, thì nó luôn luôn là cố định. Cái hiệu ứng đó là gì? Thì nó chính là những cái thông số mà chúng ta chỉnh ở trong Camera Raw cũng như là Lightroom ha. Trong Camera Raw hoặc Lightroom thì ví dụ là các bạn tạo cái preset là exposure cộng 1.2 kiểu như vậy, mình tạo ra một cái preset thì mỗi khi các bạn nhấn vô đó thì nó sẽ là exposure cộng 1.2 kiểu như vậy ha. Thì nó chỉ đơn giản là lưu những cái thông số tất cả trong những cái tab basic này, tab curve, detail, color mixer và tất cả những thứ khác nữa, bao gồm luôn cả profile đi kèm nếu như cái preset đó nó sử dụng profile. Sorry anh em, hơi bị môi một chút. Rồi, tương tự với lại bên Camera Raw thì chúng ta có bên Lightroom cũng tương tự như vậy thôi. Đây, preset nó nằm ở đây nha. Thì preset đó là những cái tùy chọn, giống cái tùy chỉnh Lightroom thôi. Nó sẽ bao gồm luôn những cái tùy chọn và cũng như là những cái masking ở trong Lightroom ha, nếu chúng ta có tạo Lightroom ở cái preset đó. Thì những cái preset này các bạn có thể tìm trên mạng hoặc là mua, và tất nhiên rồi, tiền nào của đó, tiền cái free thì không thể nào bằng cái bỏ tiền ra mua được, đặc biệt là những cái preset mà các bạn lấy từ ảnh lấy từ nguồn gốc là nước ngoài, ví dụ Trung Quốc hay là châu Âu hoặc là Nga kiểu như vậy đó về, đa phần các bạn sẽ rất là khó dùng ha. Nếu như sử dụng những cái preset mà được tạo ra bởi những nhiếp ảnh gia Việt Nam hoặc là những người chuyên tạo preset kiểu như mình thì nó sẽ ok hơn, bởi vì mình tạo preset bằng cách là mỗi cái preset màu như vậy mình thử ở trên rất nhiều file ảnh của rất nhiều người khác nhau, rất nhiều hệ máy khác nhau để mình tạo ra được một preset, cho nên là nó sẽ có sự khác biệt ha. Rồi thì đó, sơ nó là cái preset nó là như vậy đó ha. Còn cái tiếp theo nữa là preset nó nằm ở đâu. Rồi, đối với preset thì nó sẽ sử dụng ở trong Lightroom và Photoshop ha. Cái preset mình đang nói tới trong cái video này á, là sử dụng cho Lightroom Classic và Photoshop cũng như là Lightroom Mobile luôn. Mobile luôn là trên điện thoại nó cũng sử dụng được. Đối với Lightroom Classic thì đây, khi các bạn add preset xong, các bạn qua tab Develop thì các bạn sẽ thấy nguyên một nhóm những cái preset các bạn thêm vô. Nó có thể nằm ở cái group là User Preset, hoặc là những cái người ta làm chuyên nghiệp rồi thì người ta sẽ tạo ra những cái group riêng. Ví dụ như là mình đi, thì mình có cái Deluxe Preset Film Live Premium Pro kiểu như vậy, và một cái preset trắng hồng mình share trên fanpage nữa. Thì đó, thì mình sẽ tạo ra những cái group chung như thế này, và ở trong cái group này thì nó sẽ có nhiều cái preset nhỏ ở chung trong bộ này. Ví dụ như là Deluxe Preset, các bạn sẽ phải nhấn vào cái dấu ở mũi tên ở đây nha, thì đó thì nó sẽ ra những cái preset như này. Đối với Lightroom thì các bạn bắt buộc sẽ phải import hình vào cái catalog, là import hình vào Lightroom đó ha, và hình có thể chỉnh được nha, không bị lỗi hay là gì cả thì nó mới hiển thị cái bảng preset này, còn không thì các bạn click nó sẽ không có hiển thị ra ha. Các bạn click vào mũi tên thì cái preset nó sẽ không sổ xuống, có nghĩa là cái catalog của bạn đang có lỗi ha, hoặc là hình nó không chỉnh được thì nó sẽ không hiển thị ra. Rồi, còn đối với lại bên Photoshop, bên Camera Raw thì đây, khi các bạn mở hình raw đây, ví dụ như là mình mở hình raw ở đâu rồi đây, rồi mình mở hình raw này ở trong Photoshop đi, hoặc là mở JPEG thì các bạn vào menu là filter, chọn Camera Raw ha. Đây các bạn có thể, đây mình sẽ tạo một file mới này để chúng ta tìm thấy cái Camera Raw, thì các bạn sẽ tìm ở đây nha, và menu filter đâu rồi đây, và menu filter và chọn là Camera Raw filter thì nó sẽ hiện cái Camera Raw. Hoặc là mặc định các bạn mở một cái file raw, một file ảnh raw của một cái máy ảnh nào đó thì nó cũng sẽ hiện file Camera Raw ngay ha. Ví dụ ở đây mình mở một loạt những cái file raw này thì nó sẽ hiển thị cái Camera Raw ngay cho mình. Rồi, đối với cái phiên bản là Camera Raw 12.0 trở lên, các bạn có thể nhìn phía trên bên trái thì bây giờ mình đang sử dụng là phiên bản 14.4.1. Nếu trường hợp các bạn sử dụng phiên bản 12 trở lên là bao gồm 14 luôn đó, thì cái preset nó sẽ nằm ở phía bên tay phải màn hình của các bạn. Icon là hai dấu hình tròn này ha. Đó, và nó tương tự với lại bên Lightroom thôi, cũng là những cái group và chúng ta click vào cái mũi tên thì nó sẽ mở sổ ra. Rồi, nếu như các bạn sử dụng Camera Raw phiên bản 11 trở xuống thì sao? Thì nó sẽ nằm ở hàng ngang này này, và nó sẽ có cái icon preset nằm ở phần gần sát bên tay phải. Đây, chỗ mình đánh chỉ đây nha. Rồi, thì về những cái preset, cách sử dụng nó giống y chang như là bên Lightroom luôn. Bởi vì Camera Raw và Lightroom nó hoàn toàn giống nhau ở cái tab gọi là tab Develop ha. Tab Develop của Lightroom Classic và Photoshop là giống nhau, mình có thể nói là giống nhau 100% cũng được, nó y chang luôn ha. Nó chỉ khác cái vị trí để preset thôi. Lightroom Classic nó nằm bên tay trái, còn Camera Raw, đâu rồi? Camera Raw thì nó sẽ nằm ở bên này nha, bên phải. Rồi, thì đó là cái preset là gì và nó nằm ở chỗ nào nha, cho nó dễ hình dung các bạn dễ ha. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái vấn đề, đó là sẽ có nhiều người hỏi với mình là nếu như các bạn đang sở hữu những cái máy ảnh thì các bạn sẽ phải chụp như thế nào để chúng ta có một cái bức ảnh mà chúng ta dễ chỉnh được, dễ sử dụng preset nhất, và đồng thời dễ sử dụng preset đồng nghĩa với cái việc với cái việc là các bạn cũng sẽ dễ chỉnh sửa được về sau này, dễ retouch và nó cũng dễ nhìn hơn nữa ha. Thì nó có một vài cái lưu ý thôi. Thứ nhất, các bạn hãy cố gắng điều khiển cái ánh sáng khi chụp làm sao cho nó đều nhất có thể. Đều ở đây là gì? Đó là cái cân bằng màu, cái cân bằng về ánh sáng của khu vực tối và khu vực sáng nó không bị chênh lệch quá nhiều. Có nghĩa là ở khu vực cháy sáng đó, nó không có sáng hơn quá nhiều so với lại khu vực cháy tối, mà cái ánh sáng của nó sẽ đều như thế này. Và đa phần chỗ nào ở trong hình các bạn cũng đều có thể nhìn thấy chi tiết. Chi tiết ở đây có nghĩa là gì? Nó không phải là chi tiết có thể là nhìn thấy mặt người hay là thấy cái thân, thấy cái hoa, không, cái đó là tương đối lớn rồi. Chi tiết mà mình đang nói ở đây là ví dụ như là cái phần gọi là phần gạch nền này đi đó, các bạn có thể thấy được những cái vùng chuyển của nó ha. Ví dụ ở đây mình vẫn có thể thấy được cái vùng chuyển màu vàng, màu trắng kiểu như vậy, thì đó chính là chi tiết. Hoặc là các bạn nhìn vào đây, các bạn vẫn thấy được những cái vùng chuyển tiếp được cái chuyện là ở đây hình như là có một vài cọng cỏ, nó đang có một chút màu xanh ở đây xen lẫn với lại cái màu nâu của cái thềm bước chân. Còn ví dụ như là khu vực tối đi thì các bạn vẫn sẽ nhìn thấy loay hoay những cái cọng cỏ màu xanh xanh ở trong khu vực đen này ha. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy chi tiết ha. Thì có nghĩa là một chuyện là ở phần tối là như vậy, còn khu vực sáng thì như mình đã chỉ ở phía trên phần đường đi ở trong hình này, stock của bạn Trần Văn Giang ha. Thì đó chính là cái chuyện là chúng ta nhìn thấy chi tiết. Thì nếu như ảnh của các bạn mà chúng ta có một cái độ vùng chuyển nó tốt như vậy á, ví dụ như là bức stock của Trần Văn Giang thì nó rất là tốt ha. Và ví dụ như là ảnh này chẳng hạn như vậy, các bạn có thể thấy là cái vùng chuyển rất là ok ha. Vùng chuyển mà mình dễ nói ở đây nữa là cái phần khi các bạn sử dụng ánh sáng đặc biệt, dễ gặp lỗi nhất là khi anh em sử dụng đèn flash. Đó là khi các bạn đánh flash trực tiếp hoặc là các bạn điều chỉnh cái flash không tốt á, thì nó sẽ tạo ra cái vùng viền nó rất là sắc nét ở trên mặt của người mẫu. Đây ví dụ như là mình sẽ tạo ra, các bạn thể thấy là trên cái camera của mình các bạn sẽ thấy được cái bóng của phần mũi này. Rồi ví dụ như là các bạn để tay phía sau các bạn sẽ thấy được cái viền, cái bóng đổ của mình này, nó kiểu như vậy. Thì có nghĩa là cái phần chuyển vùng màu á, cái phần chuyển chi tiết, chuyển cái vùng chi tiết nó quá là gắt, và nó sẽ tạo ra cái lỗi đó là khi anh em sử dụng những cái điều chỉnh màu á, đôi khi cái vùng chuyển giữa màu đỏ và những cái màu khác ở đây nó sẽ bị trở nên quá chênh lệch chẳng như vậy, và các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của các bạn nó bị cháy ở những cái vùng chuyển đó. Đại khái là nó không có được mượt ha. Các bạn muốn sử dụng cái preset cho nó mượt thì ảnh của các bạn phải mượt đã. Thì cái này mình không nói là ảnh ngon rồi thì dùng preset làm gì, kiểu như vậy. Mình nói trắng thôi như này, ảnh càng đẹp thì cộng thêm preset nó sẽ đẹp hơn. Ảnh chưa đẹp lắm thì cộng preset sử dụng tốt, nó sẽ ảnh nó sẽ vươn lên thành mức đẹp ha. Ảnh đẹp thì nó lên thành mức đẹp hơn, kiểu như vậy. Đó là cái gia vị để làm cho cái ảnh của các bạn nó bắt mắt hơn, nó đẹp hơn ha. Cho nên là nếu như anh em sử dụng flash hoặc là sử dụng đèn, hoặc là chúng ta chụp ở những cái khu vực mà nó tạo ra cái phần bóng đổ gắt như thế này, thì mình khuyên anh em hãy lựa chọn những cái giải pháp như thế nào đó. Ví dụ như là ví dụ các bạn sử dụng flash đi, hãy sử dụng softbox, và cái softbox nó lớn nhất có thể. Softbox là cái tản sáng anh em, lớn nhất có thể để cho cái vùng chuyển này nó mềm mại kiểu như vậy. Còn ví dụ như là các bạn chụp ở ngoài trời đi, thì các bạn hãy cố gắng điều chỉnh cái ISO, cái ánh sáng như thế nào đó để chúng ta có thể lấy được càng nhiều chi tiết càng tốt. Các bạn có thể nhìn vô cái gọi là highlight warning ở trong máy ảnh của các bạn, đó là những cái vùng mà chuyển đỏ, những cái vùng cháy quá nó sẽ báo đỏ lên, thì nó sẽ làm cho ảnh các bạn có thể nhìn vô để chúng ta biết được và điều chỉnh cho cái ảnh nó mềm mịn nhất có thể ha. Thì đó là cái về phần ánh sáng. Còn một về vấn đề nữa đó là về vấn đề bị ám màu ha. Tất nhiên cái chuyện là ám màu kêu như kiểu là các bạn chụp ảnh ở trong đám cưới và cái màu nó bị ám xuống, kiểu như là nguyên cái rạp màu đỏ, nó làm cho bức ảnh của các bạn nó đỏ rực lên thì cái đó hơi bị nhiều khê, là các bạn sẽ phải sử dụng cái flash để đánh bù vào, hoặc là chúng ta chụp RAW để về chúng ta có thể chỉnh lại ha. Còn nếu như các bạn chụp ở mức độ đơn giản thôi thì ví dụ như theo mình thì nó đơn giản lắm. Các bạn hãy cố gắng đặt người mẫu đứng cách xa những cái vật thể ở một khoảng cách tối đa có thể, xa được thì càng tốt, xa hẳn ra thì càng hay. Lý do tại sao là khi những cái ánh sáng mà nó hắt vô vật thể bên cạnh người mẫu mà các bạn đứng gần, đặt người mẫu đứng gần cái vật thể đó quá, chẳng hạn như là người mẫu này đi, mà bên cạnh đang có một cái tấm bàn màu xanh như thế này đi, cũng may là cái tấm bàn, cái bàn pizza này nó khá là thấp cho nên nó chỉ hắt một chút vào cái phần váy thôi. Còn nếu như ở đây mà có nguyên một mảng tường màu xanh mà người mẫu đứng cạnh như kiểu như này á, thì nguyên cái phần áo của người mẫu sẽ bị nhiễm cái phần xanh đó. Thì khi các bạn chỉnh màu hai cái vùng thì lúc đó nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái chuyện cái vùng chuyển đó nó sẽ bị ám, và nó tạo ra cái bị đứt gãy ở trong cái chuyện là tạo hiệu ứng màu ha. Rồi, đó thì nó có hai cái lưu ý nhỏ như vậy thôi, là chúng ta hãy cố gắng làm cho bức ảnh của chúng ta ít bị ám màu nhất, và thứ hai nữa là làm cho cái vùng chuyển ở trong cái phần shadow và highlight, là vùng sáng và vùng tối, nó mượt nhất có thể ha. Rồi, bây giờ thì mình hơi lan man về cái chuyện là chọn cái ảnh như thế nào rồi, nhưng mà theo mình thì cái đó không có thừa ha, không có thừa. Các bạn có thể cố gắng biết thêm về cái đó thì nó sẽ ok hơn, để chúng ta có một kết quả tốt nhất, chúng ta sử dụng cái preset làm sao cho nó hiệu quả. Rồi, khi các bạn mua preset ha, và bây giờ là mới tới cái vấn đề chính này, đó là cái cách chọn preset như thế nào và cách điều chỉnh cái preset ra làm sao để cho nó phù hợp với cái bức ảnh của các bạn ha. Rồi, ví dụ như ở đây mình đang có một số cái bộ màu của mình, ở đây mình sẽ sử dụng bộ Deluxe đi, thì mình sẽ phải lưu ý một chuyện, đó là cái preset đó, nó không phải lúc nào nó cũng sẽ phù hợp nhất cho tất cả bức ảnh ha. Nói chung là một cái preset không phải lúc nào cũng tốt nhất cho tất cả ảnh. Lý do là bởi vì những cái preset có thể ví dụ như là cái preset này đi đó, thì cái bức ảnh này nó sẽ không hợp. Các bạn có thể thấy là cái phần da nó bị thay đổi quá nhiều, phần lá cây cũng bị thay đổi quá nhiều. Theo mình thì nó không hợp, mình không biết gu các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình thì nó không hợp. Đây, ví dụ như là ảnh này nó bị cháy quá, kiểu như vậy. Thì chúng ta hãy cố gắng tìm những cái preset nó phù hợp, và gọi là phù hợp tương đối. Phù hợp tương đối thôi. Khi các bạn đưa chuột qua những cái preset như thế này, các bạn lựa preset á, các bạn hãy tìm những cái preset ở cái mức độ gọi là tương đối, gọi là hợp mắt các bạn nhất là được rồi ha. Bởi vì ở đây chúng ta mới chỉ đưa chuột thôi, chúng ta chưa có chỉnh cái gì cả, thành ra là chúng ta cứ chọn ha. Ví dụ như là ở ngưỡng của các bạn đi, đối với các bạn cái bức hình này đẹp, khi nó đẹp á, thì nó sẽ là đạt điểm 10 chẳng hạn như vậy. Thì khi các bạn đưa chuột, các bạn chọn preset á, các bạn chỉ cần làm sao cho cái bức ảnh của chúng ta á, cái màu á, nhà mình nói là cái màu nha, nó ở cái ngưỡng là mức 5 điểm là ok. Đó là khi các bạn mới đưa chuột tới thôi nha, đưa chuột để chúng ta lựa cái hình thôi, hoặc là các bạn click vô để lựa cái màu thôi. Nó chỉ cần đạt được 5 điểm là đủ rồi. Như cái bức ảnh này khá là ok, và mình chọn những cái preset của mình cũng làm cũng tốt, thành ra là mình không thấy có cái nào nó quá gọi là sai sai. Đây, ví dụ như là đây, ví dụ cái này đi đó, các bạn sẽ thấy là cái màu nó bị chênh lệch quá nhiều thì nó là không hợp ha. Nhưng mà ví dụ như là mình chuyển về cái bộ Deluxe của mình chẳng hạn như vậy, hoặc là những cái bộ khác. Mình đang cố gắng tìm cái xấu xấu đây, ok, ví dụ này đi, thì mình cảm thấy ổn ha, miễn là các bạn cảm thấy ổn với cái màu mà các bạn đưa chuột tới là được rồi. Rồi, ví dụ như ở đây mình đưa chuột tới cái màu line số 52 ha. Ví dụ như là line số 52, và mình cảm thấy cái này cũng khá ổn, cái màu này khá ổn. Thì chúng ta chỉ dừng ở vậy thôi. Đó là khi các bạn lựa nha. Rồi, bây giờ tới bước điều chỉnh này. Nhớ nha, chỉ cần ở mức độ gọi là 5 điểm trên thang điểm đẹp của cá nhân các bạn nha, 5 điểm trên thang điểm đẹp, và các bạn chỉ cần giúp mình để ý tới màu thôi, các bạn đừng để ý tới ánh sáng ha. Ví dụ như nó bị cháy quá thì các bạn có thể giảm cái exposure này xuống một chút để các bạn thấy được cái màu chuyển của lá cây, của những cái chi tiết ở trong hình mà các bạn cảm thấy nó ok. Ví dụ như là cái màu lá cây ở đây mà nó chuyển sang màu xanh nhựa luôn thì đối với mình rất là không đẹp. Nhưng mà với cái màu này thì mình cảm thấy cũng ổn ổn, cho nên là ok, mình dừng lại đây đó. Rồi bây giờ ở cái bước mà các bạn chỉnh preset á, thì chúng ta sẽ có một vài cái chỉnh gọi là cơ bản thôi. Nếu như preset của các bạn được tạo bởi những cái người làm preset chuyên nghiệp, ví dụ như mình chẳng hạn như vậy, thì các bạn chỉ cần chỉnh hai thứ cho mình ha, chỉ cần chỉnh hai thứ thôi. Thứ nhất là ánh sáng và thứ hai là white balance. White balance là cái WB này, WB đó là cân bằng trắng ha. Cân bằng trắng ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần làm đơn giản thôi. Ví dụ như ở đây các bạn đang cảm thấy nó bị thừa xanh lá cây. Ví dụ ảnh này thừa xanh lá cây thì ở thanh tin đang có cái xanh lá cây này, thì chúng ta sẽ chuyển nó sang màu tím để màu tím nó nhiều hơn ha, và cái màu xanh lá cây nó sẽ bị giảm đi, ok ha. Rồi tiếp theo nữa là có thể cái màu xanh dương của mình cũng đang hơi nhiều và mình muốn cho nó ấm lên một tí, thì mình sẽ đẩy cái temperature lên. Và đa phần cái kinh nghiệm của mình, đa phần ha, những cái bức ảnh chụp ở Việt Nam thì nó sẽ nằm loanh quanh khoảng chừng 50 ở chừng châu Á ha. Ở những cái nước mà hơi nóng nóng á, thì cái nhiệt độ màu ở cái temperature mà mình nghĩ là ok đa phần á, thì nó sẽ là 5200 ha. 5200 thì thông thường cứ tới cái preset nào thì mình cũng sẽ để cái temperature là 5200 hết. Nếu như nó bị thừa thiếu gì đó thì mình có thể tăng giảm sau cho nó phù hợp. Rồi thì đó là về cái temperature ha, thừa cái gì thì mình tăng giảm cái đó cho nó phù hợp. Ví dụ như là mình chọn cái này đi, sau đó mình chọn cái preset nó gọi là trắng hồng chẳng hạn như vậy đó. Đây, như cái này đi, thì khi mình giảm tăng giảm cái này, mình cảm thấy có vẻ là màu đỏ hơi nhiều, màu đỏ nó sẽ thiên về màu tím, thì đó mình sẽ giảm cái tin đi cho nó ok hơn ha. Rồi ở đây nó hơi tối này thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai. Chúng ta chỉnh white balance xong rồi, chúng ta sẽ chỉnh tới cái ánh sáng. Ánh sáng thì các bạn chỉ cần chỉnh ba thứ cho mình thôi, là exposure, highlight, shadow ha, đơn giản như vậy thôi. Các bạn sẽ tăng sáng lên. Rồi tiếp theo highlight, các bạn nếu các bạn cảm thấy nó bị cháy, ví dụ như bức ảnh này đi, đây bức ảnh này đi, thì mình đang cảm thấy cái ánh sáng nó rất là gắt thì mình sẽ giảm ánh sáng xuống. Highlight cũng tương đối là sáng quá nhiều này thì mình sẽ giảm highlight xuống. Rồi shadow, nếu như ở những cái bức ảnh mà các bạn cảm thấy cái phần bóng tối nó tối quá, mất chi tiết nhiều quá, thì các bạn có thể tăng cái shadow lên. Đó, sau khi bạn tăng sáng xong, các bạn sẽ thấy là ở cái temperature của chúng ta có thể nó sẽ chưa được vừa ý chẳng hạn như vậy. Như bức ảnh này mình đang cảm thấy nó hơi bị nhiều xanh lá cây quá, nhìn bằng mắt thôi ha. Thì mình sẽ tăng cái tin lên tới ngưỡng nào đó mà các bạn cảm thấy nó phù hợp ha. Rồi, nếu như ở đây anh em nào pro tí, chúng ta có thể nhìn vô histogram kiểu như vậy. Rồi, thì sau khi các bạn chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ thấy là nó cũng khá là ổn đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi, ở đây thì sau khi các bạn chỉnh cái temperature và ánh sáng xong là chúng ta sẽ có một cái bức ảnh cũng khá là ổn. Nếu như anh em nào muốn biết nhiều hơn về cái chuyện chỉnh Camera Raw hoặc là Lightroom thì các bạn có thể coi cái video mà học Photoshop cắt tóc mình có làm ở trên kênh của mình. Các bạn search lên YouTube là học Photoshop cắt tóc là cũng sẽ ra cái của mình thôi. Cái bài số 1 thì mình cũng đã nói tới cái việc chúng ta sử dụng cái Camera Raw như thế nào, nó tương tự ở trong cái tab Develop của Lightroom luôn. Rồi thì sau khi các bạn chỉnh xong cái này rồi thì nó sẽ có một vài cái preset mà nó có hiệu ứng đi kèm, một vài hiệu ứng. Ví dụ như là bộ phim preset của mình đi thì nó sẽ là cái hiệu ứng phim. Đây ví dụ như là mình chọn cái này đi, màu gọi là mình chọn màu này đi ha. Rồi mình sẽ giảm mình sang xuống tí cho nó đẹp chút. Rồi đây là trước này, sau, trước, sau. Nhưng mà đây mình đang tìm thấy là cái phần gọi là noise, nó bị nhiễu hạt ha. Cái nhiễu hạt này không phải của ảnh, bởi vì khi mà mình bấm ở trước sau này, các bạn sẽ thấy là ảnh trước đó nó không có bị noise. Thì các bạn sẽ kéo xuống dưới và chúng ta tìm tới cái gọi là effect ha. Effect đâu rồi, gọi là hiệu ứng đó. Chúng ta sẽ tìm về hiệu ứng nó nằm ở đâu. Đây effect đây ha, đây effect này. Thì ở đây các bạn sẽ có cái phần là grain. Cái grain này nó chính là cái tạo noise đó. Các bạn có thể giảm cái grain đi hết cỡ thì chúng ta sẽ mất cái noise. Ngược lại nếu các bạn muốn tạo grain thì các bạn cứ tăng lên ha. Rồi tiếp theo nữa là nếu các bạn muốn tăng nét thì chúng ta sẽ qua cái phần gọi là detail thì chúng ta tăng cái sharpening amount lên là chúng ta sẽ xong. Muốn khử noise có sẵn ở trong hình thì chúng ta sẽ tăng cái noise reduction. Ví dụ như vậy, các bạn có thể coi thêm cái video mà hướng dẫn sử dụng gọi là Camera Raw, gọi là học Photoshop cấp tốc á, mình có nói ha. Rồi cái tiếp theo chỉnh ra khi mà sử dụng preset. Rồi mình nghĩ là mình sẽ gặp câu hỏi này khá là nhiều, đó là nếu như mà chúng ta chọn một cái preset mà nó ảnh hưởng tới màu da thì làm sao? Thì đây, ví dụ như là mình chọn một cái preset nào mà cái đây phần đây đi ha, cái preset này thì mình sẽ tăng sáng lên một chút xíu, shadow có nghĩa là mình sẽ lên một chút đi, vì phần váy mình đang thấy hơi ít. Rồi highlight white mình có thể giảm nhẹ xuống một tí. Rồi đây là trước sau đang có noise này, nếu mình không thích noise này thì mình sẽ giảm cái grand đi và chúng ta sẽ tăng cái noise reduction lên, bởi vì có sẵn trong ảnh nó đã có rồi. Tăng cái noise color lên. Rồi ở đây thì phần da người mẫu này, da người mẫu hơi bị ám đỏ thì làm sao chúng ta chỉnh được cái màu da này? Để chỉnh màu da này các bạn hãy chọn qua cái tab gọi là HSL Color. Đây mình gom hết những cái tab này lại cho các bạn dễ thấy nha, mở rộng các bạn khó thấy. Đây, đây HSL Color ha. Chúng ta mở rộng ra và các bạn có thể chỉnh màu da ở ba kênh màu. Thứ nhất là red, thứ hai là orange và thứ ba là yellow, tương ứng với lại màu đỏ, màu cam và màu vàng ha. Rồi ở cái hue này chúng ta sẽ thay đổi cái màu làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là phần đa phần màu da của người châu Á thì nó sẽ là ảnh hưởng ở phần orange. Thì nếu như orange các bạn, phần màu cam mà các bạn cảm thấy nó bị ám nhiều quá, màu đây bị ám đỏ này ha, thì các bạn chỉ cần đẩy cái màu cam lên sang màu vàng một chút để cho nó cái màu cam của ta nó ok hơn. Ví dụ như là màu đỏ đi, nó đang bị đỏ quá thì mình sẽ đẩy nó sang màu cộng nó lên một tí ha. Rồi tiếp tục saturation. Ở đây ví dụ như là các bạn cảm thấy cái màu da nó rực quá, nó bị đậm màu quá thì các bạn có thể giảm cái orange đó, giảm cái saturation của orange xuống là các bạn sẽ thấy là cái màu nó bị bệt đi như thế này. Nếu các bạn kéo hết ha, ta kéo nhẹ thôi, vừa thôi để em ta thấy được cái màu da của ta đã ổn, kiểu như vậy. Đây là trước sau, trước sau đó. Rồi chúng ta qua tiếp luminance. Luminance này chúng ta sẽ tăng sáng giảm sáng ha, đậm màu đó ha. Orange thì ở đây chúng ta có thể tăng giảm tùy ý các bạn ha, chứ ở đây mình muốn nó đều đều một tí thì saturation mình có thể nhẹ tăng lên một tí, nhưng mà luminance thì mình sẽ giảm, luminance mình sẽ tăng ha. Rồi yellow thì các bạn có thể tăng giảm coi là nó có ảnh hưởng không, ở đây thì không đó, và chúng ta sẽ có cái phần màu da nó ok hơn. Nhớ giúp mình nha, chỉnh màu da thì các bạn sẽ chỉnh ba kênh màu là red, orange, yellow ở trong hue, saturation, luminance ở trong tab là HSL color ha. Đơn giản như vậy thôi, cũng không có gì nhiều. Và câu hỏi mà đa phần là anh em sẽ đều thắc mắc với mình là nếu như chúng ta chỉnh một cái bức hình mà chúng ta chọn preset mà nó ảnh hưởng tất cả các gọi là ảnh hưởng tới toàn hình luôn thì nó có vấn đề gì không? Thì theo mình nha, đối với đặc tính của một preset thì đa phần nó sẽ là tạo hiệu ứng cho ảnh. Thành ra nếu như là một cái hiệu ứng mà nó ám lên cả ảnh á, thì cái chuyện nó ảnh hưởng một chút màu da không là vấn đề gì cả ha. Ví dụ như là bức ảnh này đi, toàn bộ tông màu nó đang là màu xanh và cái ảnh này thì mình cảm thấy ở cái vai là cái cảm giác của cái màu sắc này cộng với lại cái nội dung này nó đem lại cho mình cảm thấy nó cũng ok. Thì thành ra nếu như anh em nhìn vào đây và anh em nói là cái màu da nào nó bị tái quá hay là kiểu gì đó, thì tự nhiên không lẽ tự nhiên toàn bộ khung ảnh nó đang là ở một cái tông màu xanh như thế này mà phần màu da nó lại rực hồng lên thì nghe nó rất là buồn cười đúng không? Nó sẽ phải tông suyệt tông và nó làm cho bức ảnh nó hài hòa nhất có thể. Cho nên là ở cái phần saturation này các bạn hãy cố gắng chỉnh giúp mình, đó là khi chúng ta chọn nó sẽ ở ngưỡng làm sao cho nó hợp. Là quan trọng nó phải hợp. Tất nhiên là anh em vẫn có thể chỉnh nếu như nó bị gọi là tái quá hay là như thế nào đó, ví dụ như là saturation nó quá kiểu như thế này đó, nó như con tôm luộc như thế này thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại ha. Nhưng mà nếu như đó với bức ảnh toàn bộ cái gam màu của ảnh nó đang như thế nào á, thì cái phần màu da nó phải tương ứng kiểu như vậy ha, thì nó sẽ ok hơn ha. Đó là lời khuyên của mình, còn tất nhiên là quan điểm như thế nào thì còn tùy anh em ha. Rồi ở đây một cái cuối cùng nữa thôi là đa phần những cái preset mà chúng ta tải về hoặc là mua á, thì một bộ nó quá nhiều như vậy thì giờ làm sao đúng không? Tất nhiên là nếu như theo thói quen sử dụng thì đa phần chúng ta sẽ chỉ sử dụng chừng chục cái thôi là nhiều rồi ha, ví dụ như vậy. Thì ví dụ như là một bức ảnh như thế này, chúng ta đã chỉnh preset xong, chúng ta chọn preset, ví dụ các bạn mua preset của mình đi và các bạn chọn cái preset ok rồi, điều chỉnh lại ok rồi và bây giờ chúng ta muốn lưu lại thì làm sao? Thì các bạn hãy làm một cách đơn giản thôi, có hai cách. Thứ nhất là add favorite, có nghĩa là đây, ví dụ như là bức ảnh này đi là đã xong rồi đúng không? Thì mình sẽ nhớ lại coi là mình đã sử dụng cái màu đó là ở cái màu nào ha. Ví dụ như là đây mình ví dụ thôi là mình đang sử dụng cái màu 45 đi đó ha. Mình thích cái màu số 45 này và chúng ta sẽ bấm chuột phải, chúng ta chọn là add to favorite ha. Nó sẽ tạo ra một cái gọi là tab mới ở trên này, nó sẽ tạo ra một cái group mới, đó là favorite. Favorite là yêu thích, các kiểu như vậy, là những cái preset mà các bạn sử dụng thường xuyên ha. Các bạn click chuột phải và chọn là add to favorite thì nó sẽ đưa cái preset vào trong cái group favorite đó. Sau này các bạn chỉ việc chỉnh mở cái favorite và chọn thôi. Nếu không thích nữa thì click chuột phải, nó chọn là remove from favorite, nó sẽ xóa ra ha. Nó xóa khỏi group này thôi, còn preset thì nó vẫn nằm trong cái group chính của nó nhé. Rồi, cái cách thứ nhất là như vậy. Còn cách thứ hai á, là chúng ta sẽ tự lưu lại thành một cái bộ màu riêng của mình ha. Ví dụ như là một nhóm studio chẳng hạn như vậy, các bạn không muốn gọi là mất branding đi, kiểu như thế, thì các bạn sẽ chọn một cái preset nào đó các bạn cảm thấy ok rồi. Ví dụ như là ảnh này đi, mình chọn số 45. Rồi các mình tùy chỉnh những cái ánh sáng, màu sắc này nọ này cho nó phù hợp với lại cái chất ảnh của studio mình chỉnh, cái studio mình chụp, kiểu như vậy. Mình chỉnh sửa xong rồi, mình muốn lưu lại thành một preset mới, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ kéo lên một chút và chọn vào cái dấu cộng này này, Add New Preset. Nhớ nha, là bức ảnh của các bạn đang được chỉnh rồi, đang được chỉnh rồi nha. Thì chúng ta sẽ chọn là cái cuối cùng các bạn sẽ lưu thôi. Nhấn vào đây, chọn New. Các bạn chọn là Create Preset ha, để tạo preset mới. Ở trong cái bảng Create Preset này, chúng ta có thể tạo ra một cái group mới. Đây, chúng ta chọn vào New Group này. Ví dụ chọn cái studio, nhập tên studio các bạn vô, ví dụ như là HP Photoshop Studio kiểu như vậy, hoặc là HP Studio thôi, đó, kiểu như vậy, Hoàng Phúc Studio. Nhấn create. Rồi tên của preset này thì ví dụ các bạn muốn để là ám xanh, kiểu như vậy, ám xanh buồn tẻ chẳng hạn như vậy. Và chúng ta sẽ buồn tẻ, buồn chán, rồi nhiều khi nhầm. Rồi ở trong cái phần setting này em muốn lưu những cái gì thì đa phần mình sẽ chọn hết thôi, và chúng ta nhấn là create. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái group mới. Đây chúng ta sẽ có cái group là HP Studio. Đó, nó sẽ có cái ám xanh buồn chén này đó, ví dụ như vậy. Thì đó là toàn bộ cái video về cách chúng ta sử dụng cái preset như thế nào, và chúng ta chọn những cái stock hoặc là chúng ta chụp những cái ảnh như thế nào để chúng ta sử dụng cái preset làm sao cho nó hiệu quả nhất. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ hỗ trợ cho anh em, đặc biệt là những người đã mua những cái preset của mình, ủng hộ mình bằng cách mua preset của mình. Hoặc là anh em thực sự cần, em có thể ghé lên trang store trong hoangphuphoto.com, mình có link để ở dưới phần description, phần mô tả, các bạn có thể click vô để coi nhé. Thì hy vọng mà đã giúp ích được nhiều cho anh em ha. Và mình, nếu như các bạn muốn mình làm về nội dung gì, hãy comment ở phía dưới cho mình biết, và mình sẽ làm video theo yêu cầu của anh em vào video lần tới. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo. Đừng quên nhấn nút like, share, nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh nút để đăng ký để không bỏ lỡ video để trong tương lai nhé. Ở phía bên này mình có những cái video khác nữa, hãy click vô để tham khảo thêm những video ở trên kênh của mình nha. Bye bye.